lọt nào trong quay đi theo rồi. Ôi, kéo co chưa xong nè. Chứ rồi em ở đâu mới được kéo hả? Ừ. Đang tình nguyện vô cái không? Đừng đâu, đừng đâu. Trời ơi, ông đẹp giống Hàn Quốc vậy đó trời. Bên đây đủ rồi nha em. Ai? Bên này anh, bên này anh. Bên này bao nhiêu? Ba hả? Ba, ba nữ, ba nam rồi chưa? Mẹ điều hành cái kia một một người điều hành bên này. Ê, từ từ kéo. Ê, một người điều hành bên này. Một người nào cũng sẽ. Thì hai đội tiếp theo chuẩn bị. Ủa, một đội bao nhiêu sao dài vậy? Không có được nha, một con kia tung vào. Xe lùi lại cố lên. Cố lên. Ôi, đẹp quá.
Đi cá cá tông cái gì cái thằng tét này. Ơi, cái đồ bẻ. Toàn chạy chán khỏe mái không. Không nghe chả nó cả công rồi. Đây thì cái này chắc luôn ạ. Thì là được chắc. Alo. Cô lên. Bởi vì cái này nó hết đi coi. Ôi trời ơi. Riêng buôn trưởng không được kéo. Mà bây giờ không có người mà kéo chứ. Nó rớt luôn, nó rớt luôn vậy. Chậm lại tí anh ơi. Phóng viên vừa đi vừa tự sướng như thế này. Thank you.
Gì vậy cha? Ai chụp được ảnh này rồi? Qua cây cầu. Tới chưa, tới chưa? Lần tới nhau rồi đó. Rốt cuộc là tương tác với báo chí, tương tác với mọi người vậy? Đỡ nha, đỡ em bé nha.